Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình ha, Di động Hồ Phúc. Xin nhớ lại số điện thoại đặt hàng bên mình 0355 356 356. Quy định mua máy thì anh em mua làm cọc trước cái cọc Viettel 50k nha, cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em mua làm cọc 100.000 Viettel. Nhắn cho mình họ tên, địa chỉ cùng với cái máy cần mua và 15 chữ số mã thiết cào anh em là mình ship hàng cho anh em nha. Mình chỉ nhận cọc mỗi cọc Viettel nha, anh em đừng có cọc cả khác nha. Mỗi Viettel thôi, mình chỉ nhận cọc nhắn tin cho mình qua số điện thoại. Thì mình sẽ ship code toàn quốc nha, anh em nhận tiền nhận máy xong rồi kiểm tra rồi thanh toán tiền còn lại cho shipper nha. Anh em nào mà tin tưởng chuyển khoản thẳng thì mình bao ship nha, còn những anh em là chuyển khoản cọc á thì mình vui làm chịu phí ship khoảng 50.000 nha anh em. Rồi không dài dòng nữa, mình sẽ giới thiệu máy hôm nay cho anh em nha. Con Neo 7 anh em, máy dòng này mình hay về ha, Neo 7 bán nội địa nha. Con này RAM 2 16, nắp sao đẹp ha, sườn còn ok, sườn kính còn rất là đẹp nha. RAM 2 16 nha anh em, màn hình 5 inch, còn pin không biết, màn hình 5 inch pin 2004 lên rất là đẹp nha. Con này pin yếu anh em, nó đang hết pin rồi, sạc sâu nha. Máy bao anh em full chức năng đó, kính thì còn rất là đẹp. Con này giá 850 nha anh em, 850 ha, kèm sạc ngang kính nha anh em nha, máy cực đẹp nha. Anh em nào không lấy sạc thì trừ ra 50.000 nha anh em, mình có báo sẵn trong clip nha. Anh em nào mà có sạc xong rồi á thì mình trừ tiền ra đỡ tốn phí nha, đỡ tốn thêm tiền. Còn anh em mà chưa có sạc thì mình bao sạc cho anh em luôn, thì giá mình đã báo trong clip rồi. Nên là những cái máy mà bên những cái kênh khác đã bán không có kèm sạc, không có dán kính cho anh em á, thì giá nó sẽ thấp hơn bên mình cả trăm ngàn anh em. Anh em cứ nói mình bán giá cao nhưng mà thực sự mình đã kèm hết cho anh em, nó đầy đủ hết rồi, tới nơi anh em chỉ việc xài thôi. Còn không có kèm cái gì á thì anh em về nhà phải mua thêm nha, phải dán kính rồi phải mua thêm mà cắt kiểu thì nó mất thêm cả trăm ngàn hơn nữa anh em, nói thực sự giờ đấy đó. Nên là mình bao hết cho anh em rồi nha. Tiếp theo là con Oppo A3s kèm sạc kính đầy đủ hết cho anh em, vỏ thì xuất sắc nhìn vậy thôi. Con này vẫn sale giá rẻ cho anh em, màn hình 6 inch 2, RAM 2 16, pin 4230 đó, chức năng thì hoạt động ok nha. A3s kính đẹp, lưng đẹp nha. Con này nó đi cho anh em giá 1490 thôi, 1.490.000 A3s nha. Máy ngoại hình còn rất ok, 1490 không lấy sạc trừ anh em 50.000. Tiếp theo cho anh em là con Samsung J7 37 bản hàng, máy nguyên zin, đẹp tầm 98 trở lên anh em đó, kính lưng rất là đẹp nha, gần như không suốt nha. RAM 332, màn hình 5.5 inch, pin con này là 3003 đó, chức năng thì full chức năng, hoạt động ok, máy nguyên zin, kính lưng còn rất là đẹp nha, không xuất sắc nhiều, nói chung là máy ok. Con này là Galaxy Y 3. Những anh em nào mà chưa xài mấy hàng anh mua xài thử là biết ngay, nó rất là mượt nha. Nói là tính là so bản Việt Nam thì nó mình thấy là xài mượt hơn đó anh em. Đó, xài rất là ok, tiếng Việt lại đủ hết, xài một sim nguyên zin. Con này để anh em giá 1750. 1750 thì sạc dán kính nha. Tiếp theo cho anh em là một con iPad Tab, iPad 2. iPad 2 bản Wi-Fi. Về nhà anh em có Wi-Fi xài nha. iPad 2 màn hình con này 9.7 nha. Đó, màn hình 9.7 xài rất là mượt nha anh em. Xem YouTube là thoải mái. Đó, YouTube thì mình cũng đã tải xài qua Safari nha, mình đã tải cái biểu tượng về cho anh em rồi này. Còn Zalo, Facebook là đã tải sẵn hết. Đó, về anh em chỉ cần đăng nhập tài khoản anh em vô xài thôi. Đó. iPad 2 nha, bản Wi-Fi. Full chức năng ha. Về bật Wi-Fi lên là xài thôi nha anh em. Loa rất là lớn nha anh em. Cái dòng này nó thực sự là nghe xem phim nó rất là thoải mái. Loa đó. Loa liếc còn rất là êm. iPad 2 nha, con này để này giá 1390 thôi, 1390 kèm sạc cho nó, của nó cho anh em luôn, kèm sạc đầy đủ ha, trước khi bao ship hàng cho anh em. Máy thì ngoại hình này có xuất sắc nhẹ nha, không thể tránh khỏi được ha, có những cái vết cắn nhẹ nhẹ đó. Mấy dòng iPad này máy riêng thì chắc chắn là phải có những cái vết trầy xước rồi. 1390 kèm sạc cho anh em, anh em nào muốn mua bao da thì kèm thêm 150 nha, 150k cho cái bao da, còn anh em nào không mua bao da thì mấy không ok nha. Tiếp theo cho anh em là con J7 Pro. Con này màn thay rồi anh em, màn thay mới rồi nha, hoạt động không ảnh hưởng hết tới hòa bình thế giới anh em, nó rất là ok, cảm ứng rồi còn là mượt mà, màn thay mới keng, kính không xước, lưng màn zin, lưng zin, vỏ zin này nó có cắn mốt như vậy này, xước như vậy ha, không đáng kể, cũng còn đẹp, tầm trên 95. RAM 332 anh em, màn hình 5.5 inch ha, pin con này 3600, giá cực mềm cho anh em nha. J7 Pro để anh em giá 1.600.000 thôi, 1.600.000 nha, giá bèo nhèo luôn. Anh em mua online giá cực mềm. Anh em ra tiệm mua không bao giờ có giá đó đâu anh em.
người ta bán phải gần 2 triệu nha, 1,9 triệu tới 2 triệu. Mình tính em giá 1,6 triệu thôi, giá ngự lực kèm sạc đầy đủ. Tiếp theo cho anh em là một con Nokia 2 máy cỏ mình mới thu được, bán cho anh em luôn. Nokia 2 máy riêng nguyên. Con này màn hình 5 inch, RAM 1 bộ nhớ 8 nha, pin 4001, pin cũng có vị trâu đấy, 4001. Kính này đẹp nha, có giá ngự lực mình lột vứt nên nó còn keng sà beng luôn. Anh em mua thì mình sẽ dán lại cho anh em. Đó, máy cực đẹp luôn. Cảm ơn này. Sẽ test sơ về cái phím bấm cho anh em xem. Nói chung con này RAM 1 bộ nhớ 8 thôi. Anh em mua chủ yếu xài YouTube chứ lại nghe gọi như vậy ha. Không có chơi game gì được nha. Tại vì cấu hình nó không qua là quá là cao cấp. Nó là cấu hình dạng trung bình yếu. Nó thực sự như vậy. Tại vì nó chỉ có vài trăm ngàn thôi. Con này mình ra đi cho anh em giá 890 ngàn. Máy nguyên riêng. 890 ngàn, giá trị cao hơn cái màn hình một xíu. Đó, máy cực êm luôn. Đó, màn đẹp, vỏ đẹp. Giá 890 kèm sạc dán kính cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy nha. Một con Reebok Lut anh em, một con Reebok Lut vỏ xeo xấu nha. Đó, lưng xeo xấu ha, chưa thay mới. Con này mình thay mới thì dễ bán hơn, chắc phải thay thôi. Lưng xeo có vị xước xước này. Thì bán theo giá xước. RAM 216 nha. Màn hình 6 inch, pin 3300. Đó, con này kính đẹp nha, kính không có xước nha anh em. Để mình coi lại thử phải RAM 216 không? Bán Việt hay là bán hàng? Nếu bán hàng là RAM 332 nha. Kiểm tra lại. À, đây bán Việt. Bán Việt nha anh em. Bán Việt nó có 2 gì mấy á. Chính xác. Đúng rồi, 16GB. RAM 216 anh em. Kính đẹp ha. Kính đẹp, lưng thì xuất sắc như clip mình quay. Đó, có sao mà nói vậy nha anh em, cho nó trúng. Từ bán online thì mình phải quay kỹ, để anh em đem tới thì anh em cũng phải kiểm tra lại hàng, nên là phải trúng chính nha anh em, không có qua lừa dối qua clip nha. Lừa dối clip thì cũng lộ ra thôi anh em. Người ta mua online người ta rất là kỹ chứ không phải là mua tại chỗ, nên là tới nơi kiểm tra rất là nét. Đó, đi 4 cộng ha, có sao thì quay dạy ha. Kính không trời thì mình nói kính không trời nha. Wi-Fi là mạnh nha. Đây, nhưng mà gió trời này đó. Con này ra đi cho anh em giá cực mềm thôi, 1,390, 1,390 nha anh em, kèm sạc dán kính cho anh em nha. Tiếp theo cho anh em là một con Sony XA Ultra, con này vỏ màu đen full chức năng, máy còn đẹp, kính keng sà beng nha, kính keng nha, xước nhẹ nha, có xước sát nhẹ. Cái nắp sim thì đã thay lại nắp khác rồi, từ cái nếp này mất thay lại nếp khác nha anh em. Xài 2 sim Sony Ultra, RAM 3 bộ nhớ 16, pin 2007, màn hình này 6 inch. Đó, kính đẹp, máy full chức năng, chức năng không lỗi. Test sử lo cho anh em wifi này, nói chung chức năng ok hết nha, không lỗi nha, màn hình 6 inch rất rộng nha Sony. Nói chung là máy này cũng thuê một thời mới ra rất là cao. Loa rất là êm, chức năng là full, lưu trữ bộ nhớ ra cho anh em xem luôn. Hôm nay không có thấy dung lượng, nhưng mà con này 16GB, RAM 3GB anh em, RAM 3GB, bộ nhớ 16, màn hình hiển thị sắc nét nha. Sony XA Ultra, đây có hình máy đây, giới thiệu điện thoại này. Nó là F3216, máy to lớn rộng rãi đẹp nha. Nói chung là ngoại hình cũng đẹp, tầm trên 97. Chiếc cao ra để anh em giá 1,490. Con này là 1,490 nha, full chức năng, chỉ việc bỏ sim vô là xài thôi nha. 1,490. Tiếp theo là con G7 Dream, Samsung G7 Dream. Máy này thay vỏ mới cho anh em rồi, kèm sạc ha. Thay vỏ mới. G7 Dream này cũng RAM 332 nha anh em, màn hình 5,5 inch. Pin con này là 3300. Giới thiệu kỹ cho anh em máy màn đẹp nha. Vỏ đẹp, vỏ thay mới keng lại như một cái máy mới. Thông tin thoại G7 Dream ha. Con này G7 Dream đen, để anh em giá 1,550. 1,550 kèm đầy đủ chức năng cho anh em, kèm sạc dán lực cho anh em trước khi gửi máy. Một con Oppo Samsung A771 anh em, máy nguyên riêng, vỏ đẹp, kính đẹp, đầy dán lực cho anh em rồi, máy full chức năng, không hề lỗi nha, màn đẹp, kính đẹp. Con này RAM 8 bộ nhớ 128 anh em, màn hình 6,7 nha, pin 4,5, RAM 8GB, cấu hình cực mạnh nha. A71 đời mới mới ra nha anh em. Đây. Đó,
xài rất là ok luôn. Màn hiển thị sắc nét cho anh em nha. Đó. Rất ok ha. A71 đen, con này để anh em giá 52, 5 triệu 2. Kèm sạc gian kính. 5 triệu 2 nha anh em. Cần thì gọi cho mình. Tiếp theo là một con Samsung A50. Con này vỏ này, màn còn guarantee này, màn ring nha. Vỏ ring sau luôn, chưa thay nắp nên nó có xuất sắc nhảy trong clip nha. Đó. RAM 464, màn hình 6.4, pin thì 4.000. Đó, vỏ thì xuất sắc trên 5 tháng, chưa có thay thế nên là nó còn xấu xấu nha. Còn màn trước này, màn trước là đẹp khen luôn, còn miếng guarantee luôn. Rất là ok, bao anh em nguyên ring. Con này là anh em là thích những dòng máy ring thì nó ha. Còn thay vỏ đồ mình không quan trọng thì vẫn mua cái dòng thay vỏ mới thì vẫn xài bình thường nha anh em, không ảnh hưởng hết ha. A50. Con này để anh em giá 29 nha. 2.9 kèm sạc gián kính cho anh em nha. A50 nguyên ring. Tiếp theo là con Oppo A31 anh em. Oppo A31 ha. Con này lưng sau đẹp tầm 97 98. Kính thì dạng dáng lực là keng sau em. Kính thì phải 99 trở lên rồi, keng luôn. Oppo A31 ha. Con này RAM 6 bộ nhớ 128. RAM 6GB nha anh em, chứ không phải bản RAM 4 nha. RAM 6 128, màn hình 6.5 inch. Pin thì 4230. Pin này nó ngang cái dòng A3S anh em, nó 4230 nha. Pin nó cũng khủng đó. A31 này. RAM 6 128 nha. Đó, đúng chất lượng của máy luôn nha. À, con này để em giá là 2 triệu 9 nha. 2 triệu 9 nha anh em. Samsung Note 9 nha em. Samsung Note 9 nha. Con này nắp sau màu xanh nha, có xuất sắc nhẹ. Nắp sau màu xanh. RAM 6 bộ nhớ 128 nha anh em. Note 9 ha, bản Việt Nam. Màn sạc hai đường. Đó, màn sạc hai đường. Bao anh em xài không lan nha. Xài thoải mái. Từ con này mình đã xài thử cả tháng rồi. Chả vấn đề gì. Bao anh em xài thoải mái luôn, bảo hành 1 tháng cho anh em màn. Không hư, vẫn hiển thị bình thường hết ha. Đó. Bút màu đen nha anh em. Bút màu đen ha. Máy full chức năng, không lỗi một chức năng nào luôn nha. Bao anh em xài nha. Không lỗi nha. Chỉ có màn hai đường sạc thôi, còn bình thường hết ha. RAM 628, màn hình 6.4. Pin con này 4.000, để anh em giá con này là 4 triệu 1 nha. Anh em nào cần thì hú liền ha, 4 triệu 1, một con duy nhất. Máy 2 SIM, bản VN. Rồi. Email cho anh em xem luôn, 324 này. Một cái 322. Đó. Chỉ có hai sạc thôi, sạc bình thường không ảnh hưởng hết anh em. Sạc rất mượt nha, nó chính nha, RAM 6 bộ nhớ 128GB. Giá chỉ có 4 triệu 1 thôi. Tiếp theo là còn M20 Samsung, M20. RAM 332. Con này là nắp sau thay mới này. Màn hình 6.3, pin 5.000. Đó. Giới thiệu nhanh gọn anh em, kính đẹp kìa. Kính không xước. M20, pin 5.000 nha anh em. Máy cực trâu. Đó. Chức năng full. M20 con này để anh em 2 triệu 3. 2 triệu 3, máy cực đẹp luôn. Tiếp theo là Vivo Y20, máy vỏ đẹp, kính đẹp. Nguyên zin. Y20 RAM 4 bộ nhớ 128 nha. À, bộ nhớ RAM 4, bộ nhớ 64. Sorry anh em. Màn hình 6.51, pin 5.000. Đẹp keng luôn. Máy nó dùng đẹp tầm 99%. Con này bao anh em đẹp keng. Kính thì đẹp keng luôn, có miếng dán chống xước này. Mua máy nó vẫn còn nguyên ha, lột ra là đẹp rồi. Y20, con này để anh em 2.6, 2.6 đẹp keng luôn nha. Anh em. Anh em coi không hề có xước sát gì hết luôn. Nó rất là đẹp ha, màu xanh ngọc. Tiếp theo là con A71 rồi anh em. A71 y như con màu đen ha, con này màu xanh. Con này vỏ thay mới keng rồi, con này vỏ thay mới luôn. Đó. Không có điểm nào chơi luôn. Kính thì đẹp keng, màn ring. Đó. Chức năng hoạt động ok, không có lỗi một chức năng nào hết nha. Để mình vô thông tin điện thoại cho anh em xem này, A71 đó. RAM 8 bộ nhớ RAM 28, y như căn màu đen, giá vẫn 52. Để anh em 52 luôn. Tiếp theo là một con Y51 của thằng Vivo. Y51 máy đẹp 99 nha. Y51 nguyên riêng 99, màn hình 6.58, RAM 8 bộ nhớ 128, pin 5.000. Đó, máy cực đẹp. Nguyên riêng từ A tới A. Máy đẹp càng sao bèn. Chức năng không lỗi, máy nguyên riêng. Con này bảo hành còn bảo hành công ty chắc chắn còn rất dài. Tại dòng này mới ra. Ra đi cho anh em giá 4 triệu 2. 4 triệu 2 nha. Vivo Y51. Đây anh em. Đó. Giới thiệu điện thoại anh em. Y51. RAM 8 bộ nhớ 128. Nói chung cấu hình khủng. Dòng này mới ra của Vivo luôn. Đó, camera cực đẹp nha. Hình chữ nhật rất đẹp. 3 mắt. Một đèn LED thôi. Y51 của Vivo.
Rồi clip này con máy Inomo cũng kết thúc clip sáng hôm nay. Thằng ấy chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào anh em nha. Hẹn anh em clip ngày mai.